Xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ số VTC. Tôi là Thanh Liêm, người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn cảnh sát cứu hộ của Việt Nam phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ quốc tế đã cứu thiếu niên 14 tuổi bị kẹt trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiểu thương chợ Tam Bạc Hải Phòng khóc nghẹn vì hàng hóa tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng bị cháy rụi trong đám cháy dạng sáng nay. Đốt vàng mã là tục lệ có từ lâu đời của người Việt, nhưng thay vì đề cao sự thành tâm, vẫn có nhiều người đốt quá nhiều gây lãng phí cho gia đình và xã hội. Cụ bà tại Anh bị phạt tiền chỉ vì cho vịt ăn một lát bánh mì. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ Công an Việt Nam gồm 24 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ đã chính thức thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11 tháng 2 tức hôm qua. Và ngay trong ngày đầu tiên triển khai đội hình, máy móc, thiết bị tại hiện trường đã có những thông tin vui để gửi về. Cụ thể qua công tác giả tìm, đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam xác định có 10 người bị vùi lấp tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau trong khu vực bị đổ sập. Đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá giữa sâu vào trong 6 mét theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào. Tiếp tục phát hiện rất rõ dấu hiệu của nạn nhân có âm thanh rội ra. Đội cứu hộ đã giao tiếp với nạn nhân những câu chào hỏi thăm sức khỏe và có tín hiệu đáp lại của nạn nhân. Hai tiếng sau, Đội cứu nạn của Pakistan làm việc tại tòa nhà bên cạnh cũng thông báo cho lực lượng cứu hộ của Việt Nam rằng họ phát hiện được sự sống bên trong đống vùi lấp qua sóng siêu âm. Sau thời gian để kế hoạch, lực lượng cứu hộ Pakistan sẽ tiếp cận từ phía hông của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ của Việt Nam tiếp tục tiếp cận từ phía trước. Khoảng hơn 22 giờ tối ngày 11 tháng 2, đội cứu nạn cứu hộ của Pakistan đã đưa được một nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát an toàn. Theo đại diện đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam, khi mà đưa được cháu bé ra ngoài thì đội trưởng đội cứu nạn cứu hộ của Pakistan đã đến gặp đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trưởng đoàn để cảm ơn đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp hiệu quả phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn. Theo chia sẻ của đội cứu hộ Việt Nam, thời tiết tại khu vực động đất tương đối khắc nghiệt, khi nhiệt độ lúc nào cũng dưới 10 độ vào buổi sáng sớm, thì nhiệt độ còn có thể là xuống âm 6 độ. Rõ ràng là những trường hợp sống sót kỳ diệu như vậy chính là động lực để tất cả các đội cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian. Cũng trong ngày hôm qua 11 tháng 2, một em bé 2 tháng tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được cứu sống thành công sau 128 giờ bị mắc kẹt. Ngày 11 tháng 2, tức 5 ngày sau trận động đất, một em bé 2 tháng tuổi ở thành phố Antakya, miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài an toàn trong tiếng vỗ tay và gieo hò của người dân. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ, em bé sơ sinh được giải cứu sau 128 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong khi đó, trên khắp các tỉnh giáp biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới các khu vực cư dân bất chấp thời tiết lạnh giá. Nhiều nạn nhân trong trận động đất đã nhìn thấy phép màu. Ngoài em bé 2 tháng tuổi, một bé gái 2 tuổi, một người phụ nữ mang thai 6 tháng, một cụ bà 70 tuổi, cũng may mắn sống sót sau 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thưa quý vị, vụ cháy chợ Tam Bạc ở phường Phan Bội Châu, thành phố Hải Phòng dù không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì hàng trăm tiểu thương của chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hải Phòng đã nỗ lực cứu hàng hóa, mong vớt vát lại chút vốn liếng. Tuy nhiên, số tài sản hàng hóa trị giá cả trăm tỷ đồng đã cháy thành chợ. Khi vụ hỏa hoạn được phát hiện, hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dùng vòi rồng cao áp lấy nước từ hồ tam bạc để dập đám cháy lớn tại cả hai tầng chợ. Sau 4 tiếng, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát. Các mặt hàng trong chợ, chợ chủ yếu là vải vóc, quần áo, giày dép, vàng mã. Trong đó 159 quầy có diện tích trên 3 mét vuông, 106 quầy được sử dụng làm kho chứa đồ nên dễ cháy lan. Song song với nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, các tiểu thương tranh thủ tìm kiếm di rời tài sản còn sót lại. Số lượng hàng hóa trong chợ rất lớn vì các hộ kinh doanh mới nhập mới về bán đầu vụ, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Được biết khu chợ Tam Bạc có tổng diện tích hơn 4.600 m2, kết cấu nhà khung thép 2 tầng đã hoàn toàn bị tàn phá sau trận hỏa hoạn. Chợ nhiều lần bị chập điện và tiểu thương đã đề nghị sửa nhưng mà chưa thấy ban quản lý thực hiện. Và chợ này thì thi thoảng có đám cháy nhỏ nhưng được dập tắt. Lần cháy này là vụ hỏa hoạn lớn nhất và gây thiệt hại cũng lớn nhất. Nhiều tiểu thương cho biết gần như là toàn bộ tài sản của họ đã bị thiêu rụi chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, hiện thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang bắt đầu nắng nóng và hiện tượng sốc nhiệt rất dễ xảy ra. Mới đây các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cấp cứu kịp thời cho một cụ bà 93 tuổi bị sốc nhiệt, tăng huyết áp, loạn thần khi vừa xuống máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ sau vài phút. Cụ thể theo lời kể của người nhà bệnh nhân. Cụ bà 93 tuổi từ Mỹ về Việt Nam, vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất được vài phút, gặp thời tiết nắng nóng, lập tức có biểu hiện sốc nhiệt, kích thích, nói nhảm, loạn thần và chạy lòng vòng ở sân bay. Người nhà đã tìm cách đưa vào bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu, nhưng cụ bà vẫn tiếp tục kích động, chạy lòng vòng, nói nhảm. Sau đó bảo vệ và người nhà đã tìm cách khống chế đưa vào khoa cấp cứu. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị loạn thần không thực tổn do tác động của nhiệt và ánh sáng không loại trừ tình trạng bị sốt nhiễm trùng cấp trên bệnh nhân lớn tuổi có duy chứng nhồi máu não, tăng huyết áp. Cụ bà đã được tháo bỏ bớt các lớp áo len ở bên ngoài, lau mát tích cực, điều trị an thần, truyền dịch đủ nước và hạ sốt. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân từng bị nhồi máu não bắn cầu tiểu não trái và đến sáng hôm sau bệnh nhân tỉnh táo, khỏe mạnh trở lại, đi lại tốt và đã xuất viện. Việc di chuyển một chặng đường xa kèm theo thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài đột ngột khiến người già hay là trẻ em rất dễ bị sốc nhiệt, và đặc biệt là với những người đi từ các nước ôn đới hay là hàn đới về Việt Nam. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo trong cả chặng bay dài, cơ thể dễ bị mất nước, cần được cung cấp đủ nước sau 2 cho đến 3 giờ bay lại à, nên đi lại ở trong khoảnh khách để máu huyết lưu thông. Thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã phối hợp với công an của huyện Bình Chánh bắt giữ nhóm nam nữ chuyên giàn cảnh rồi dùng dao cướp xe ôm công nghệ. Trước đó, công an nhận được thông báo về việc một số tài xế xe công nghệ bị cướp với cùng một thủ đoạn. Theo đó thì có một cô gái đặt xe ôm công nghệ và sau khi tài xế trở đến đoạn đường vắng thì xuất hiện hai thanh niên đi xe máy áp sát và chặn đường đồng thời dùng dao khống chế tài xế Grab để cướp điện thoại và tiền. Sau khi gây án, hai thanh niên tăng ga tháo chạy, còn cô gái không trả tiền cho tài xế mà rời đi. Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Minh Hậu sinh năm 2002, Mai Anh Tiến sinh năm 2001 và một thiếu niên khác 16 tuổi. Liên quan đến vụ việc này, công an có bắt giữ thêm hai đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được. Tại cơ quan công an thì các đối tượng thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và một vụ trên địa bàn của huyện Cần Duộc, tỉnh Long An với thủ đoạn tương tự. Công an của tỉnh Bắc Liêu đang điều tra đường dây buôn người dưới hình thức môi giới cho phụ nữ lấy chồng Trung Quốc. Điều đáng nói là sau khi kết hôn, một số phụ nữ bị đánh đập ngược đãi. Người nào muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và phải chi thêm 20 triệu đồng. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam và truy nã đặc biệt nhiều bị can. Các đối tượng kết cấu với nhau tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép. Gia đình các nạn nhân này sẽ nhận được số tiền là từ 10 cho đến 90 triệu khi các phụ nữ qua phía Trung Quốc, chúng sẽ tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ để mai mối từ 300 đến 400 triệu đồng một người. Đặc biệt, sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị đánh đập ngược lại. Nếu muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó. Đồng thời, phải lo thêm phí nhập cảnh trái phép là 20 triệu đồng một người. Hiện cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến năm 2021 các đối tượng đã tổ chức cho nhiều phụ nữ tại khu vực phía Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Liên quan đến việc xe nguyên bản chỉ một đèn lùi nhưng mà vẫn không được đăng kiểm, đại diện cục đăng kiểm Việt Nam cho biết việc từ chối đăng kiểm là sai và đang tiến hành giả soát chấn chỉnh nhân viên khi làm nhiệm vụ. Liên quan đến phản ánh của người dân về việc ô tô nguyên bản bị trượt đăng kiểm vì chỉ có một đèn lùi, Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết đang tiến hành ra soát và sẽ có văn bản chấn chỉnh các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc về vấn đề này. Theo phòng kiểm định xe cơ giới, việc ô tô có thiết kế nguyên bản một đèn lùi không mới, thời gian qua vẫn được đăng kiểm bình thường. Nếu tình huống bị từ chối đăng kiểm như người dân phản ánh trên mạng xã hội là đúng, có thể do hiểu lầm hoặc sai sót cá nhân của một đăng kiểm viên. Và khi gặp vướng mắc, người dân có thể liên hệ với số điện thoại đường dây nóng 0243 768 4706 của phòng kiểm định xe cơ giới, cục đăng kiểm Việt Nam. Được biết, nguyên bản mẫu xe Kona có thiết kế chỉ có một đèn lùi, đèn còn lại là đèn phản quang đúng theo thiết kế từ hãng. Đây là kiểu thiết kế xuất hiện trên nhiều mẫu xe nhập khẩu tại Việt Nam như là EcoSport Ford, Hyundai Kona hay là Hyundai Tucson. Cùng chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Mới đây, một chủ cửa hàng ở Barcelona, Tây Ban Nha đã bị phạt hơn 8.000 đô la Mỹ chỉ vì tuyển nhân viên là phụ nữ trên 40 tuổi. Ông Javier Marcos, chủ doanh nghiệp nhỏ chuyên may rèm ở khu vực Port Pins của thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, cứ bị phạt hơn 8.000 đô la Mỹ cho biết ông muốn tìm người thay nhân viên nữ duy nhất và sắp nghỉ hưu của mình bằng một người có lý lịch tương tự. Ông Marcos đã rút quảng cáo sau khi bị thanh tra lao động cảnh báo rằng ông có thể bị phạt Tuy nhiên các thanh tra vẫn tiếp tục phạt ông Marcos với lý do rằng quảng cáo tuyển nhân viên đã phân biệt đối xử cả về giới tính lẫn tuổi tác. Trong khi đó thì một cụ bà 68 tuổi ở Anh đã bị sốc và xấu hổ sau khi bị phạt tới 100 bảng Anh, tức là khoảng 2,8 triệu đồng, vì lý do thật là khó tin, cho vịt ăn một lát bánh mì. Bà Susan Watson, 68 tuổi một nữ y tá mắc chứng mất trí nhớ đang đi bộ dọc theo sông Medway, hạt Ken của Anh. Sau khi lơ đãng xé một lát bánh mì để cho vịt ăn, thì bà đã bị một viên chức hội đồng khu vực tiếp cận và phạt 100 bảng vì xả rác bừa bãi. Bà Susan sau đó tỏ ra vô cùng bức xúc và chia sẻ câu chuyện của mình. Sau đó hội đồng đã đồng ý hoàn trả lại khoản tiền phạt sau khi thừa nhận rằng họ đã làm điều này sai. Vào khoảng tháng 10 năm ngoái, quan chức khu vực đã thông báo rằng họ đang hợp tác với một công ty thực thi tư nhân để chấn áp nạn xả rác trên toàn quận. À, các đội chuyên gia đã tuần tra các thị trấn và làng mạc để mắt tới những người vứt rác trên đường phố. Theo đó, thì những người bị bắt quả tăng xả rác bao gồm cả đầu màu thuốc lá có thể phải đối mặt với hình phạt cố định lên tới từ 150 bảng từ đến hoặc là 100 bảng nếu được trả trong vòng 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, tục đốt vàng mã vào những ngày lễ Tết hay những ngày rằm mùng một hàng tháng đã có từ rất xa xưa với ý niệm là thiện tâm hướng về tổ tiên, nguồn cội. Và khi mà hóa những cái món đồ bằng giấy gửi về cõi âm cũng là lúc mà mọi người thành tâm gửi gắm những điều mong muốn và nguyện cầu thuận lợi cho dương thế. Tuy nhiên thì trên thực tế tục lệ này nhiều khi trở nên thái quá khi mà việc cúng đốt vàng mã không còn dừng lại ở nghĩa tượng trưng mà đôi lúc lại trở thành một điều lãng phí cho gia đình và xã hội và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho an toàn ở cộng đồng, ô nhiễm môi trường hay là phòng cháy chữa cháy. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Chu Xuân Giáo về vấn đề này. Và trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã cùng đồng hành và nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và một chủ đề ngày hôm nay cũng thực sự cũng rất là liên quan đến những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong dịp Tết và những ngày rằm mùng 1 thường niên đúng không ạ? Vậy thì thưa ông là việc đốt vàng mã thì đã tồn tại rất lâu trong đời sống văn hóa của người Việt và đã trở thành một cái thói quen của người dân bao đời nay và ngay từ khi sinh ra và lớn lên thì có lẽ mỗi chúng ta cũng đã quen với việc cúng vàng mã rồi là đốt rồi là cúng tiễn vậy thì đứng dưới góc độ một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì không biết là tiến sĩ Chu Trân Giao nghĩ có những bình luận như thế nào về vấn đề này vâng thì đúng là đây là một cái vấn đề mà gần đây dư luận là đang quan tâm Đấy, nhưng mà về từ góc độ là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thì tôi thấy rằng đây là một vấn đề mà Nó là vấn đề của văn hóa Việt Nam từ xa xưa rồi Một cái truyền thống từ từ xưa Tôi biết là những cái ghi chép từ xưa, từ thời Lý Trần Hay trước đó là thời Bắc Thuộc Thì đã thấy việc là chúng ta dùng vàng mã rồi à, Việc là hình nhân thế mạng hay là cái gì đó Thì đã ghi rất là rõ trong sách từ xa xưa Rồi tập tục từ bé chúng ta thấy rồi Ngay cả khi mà thời kỳ những năm 7-80 Khi mà chống với tích dị đoan Thì chúng ta thấy vẫn đốt vàng mã Thế nhưng mà gần đây thì cái việc bàn mã thì nó nó mang tính phản cảm nhiều, đặc biệt là từ sau năm 2000 và bùng lên là sau 2020, 2010 đấy, tức là 1.000 năm tháng long đấy, thì cái việc đó nó thành ra là 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 có rất nhiều người có cái tiếng tiếng nói gọi là phản phản đối với cái cái cái, cái truyền thống này. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại về truyền thống này, à, đặc biệt là trong cái dịp này thì chúng ta đang mà vừa qua cái dòng tháng riêng, qua cái Tết âm lịch và trước đấy là lễ tạ và chúng ta biết là lễ tạ thường là một năm thì chúng ta người ta vay một thì ta giả một nghìn tập chí là 10 nghìn đốt rất nhiều vàng mã sau đó thì đến cái thời kỳ là thờ cúng tổ tiên trong ba ngày tết thì cũng đốt rất nhiều và gần đây là những cái cái sinh hoạt đầu năm đặc biệt là phía các đền phủ tức là thượng nguyên đấy thường từ từ mùng 4 đến mùng 8 tùy từng đền phủ đấy thì cũng là đốt rất nhiều vàng mã chúng ta đi rất nhiều nơi thì thấy là vàng mã bày ra ngựa xe rất nhiều nó như một quân đoàn ở trên trên những cái đèn phủ như vậy thì đây là cái hiện tượng mà chúng ta đang rất là báo động bọn nóng báo động và, và có lẽ là cũng chính xuất phát từ quan niệm là Trần Sao thì âm vậy đúng không ạ thì trong thời gian gần đây thì chúng ta nhìn thấy là cái thị trường vàng mã cũng rất là đa dạng à, không chỉ dừng lại ở vấn đề về biệt thự xe hơi nhà lầu mà bây giờ thì iPhone các thiết bị điện thoại điện tử thông minh thậm chí là laptop cũng gửi gắm về ở cõi âm để những người âm có thể dùng để có thể một cách là đấy liên đới hoặc là làm cho người dương cảm thấy yên tâm hòa nhịp với cuộc sống hiện đại của người dương vậy thì chúng ta có uh, suy nghĩ như thế nào về vấn đề này khi mà uh, cái thị trường như vậy cái giá cả thì rất là gọi là um, trào phúng đúng không ạ có khi lên tới cả triệu đồng có khi hàng trăm triệu đồng vậy thì tiến sĩ nghĩ sao về điều này ạ Đó đúng thì nó có tính hai mặt thế là về mặt thị trường thì đúng là kinh tế thị trường thì nó đã thúc đẩy cho cái ngành gọi là ngành vàng mã. Chứ với ngành vàng mã thì là để sản xuất ra thì người ta cũng phải có một cái công rất nhiều công đoạn và có rất nhiều làng nghề. thì cái mặt tốt của vàng mã là đã làm sống lại những cái làng nghề đó. Chúng ta biết là những cái vùng quê thì có những cái làng A, làng B, làng C hoặc là những khu phố thì là chuyên về vàng mã và ừ. có có những cái thì chỉ là vàng mã nó có nhiều mà thì có có cái làng thì là chuyên làm cái loại này là làng là, là, là này là làm cái loại khác thì nó có cái hay là thúc đẩy kinh tế thị trường thì đấy là cái mặt mà các nhà nghiên cứu cũng là rất là quan tâm à, tức là cả vùng quê được sống lại thế thì đây là mặt tốt nhưng mà cái đấy cái 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 đó thì lại là nhìn ngược lại thì thấy rằng đấy là một cái sản xuất mà nó không có giá trị gì về 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 mặt thực sự cho giá trị xã hội tức là sản xuất cho cái đồ để chỉ để đốt thôi thì chúng tôi là thấy rằng là bên cạnh cái mặt mặt tốt ấy, thì cái mặt Xấu rất nhiều ví dụ như có chúng ta liệt kê ra thì là có khoảng độ 100 cái điểm xấu của đốt đồng mã Nhưng mà điểm tốt thì chỉ có ba thôi Thế cho nên chúng ta phải chọn giữa cái bên khinh bên trọng thì chúng tôi phải chọn cái bên mà mang tính uh, giá trị thực sự thì nó thì có thể nói rằng là cái mà chúng ta đang đa, đang đối diện với nó chính là cái uh, chúng ta đốt đốt tiền ảo ở đây là có cái vấn đề là trần sau đó vậy chúng ta đốt tức là ở đây là có một cái việc là phản ánh cái cuộc sống của chúng ta chúng ta đang ở trong sống cái xã hội mà hình như là kinh tế thị trường nó len và Len vào, lên vào ừ. tất cả cái cái trong góc ngách từ cho quan hệ xã hội cho đến giáo dục cho đến quan hệ tình, tình cảm con người thì tất cả mọi thứ đều có thể mua bằng tiền được tức là có những thứ là chúng ta thấy rằng là không mua bằng tiền được thì mua bằng rất nhiều tiền thì cái việc là sử dụng tiền mã đấy nó cũng phản ánh một cái mặt trái của xã hội mà nó là cái hình ảnh chúng ta thấy rõ à, vâng. rồi thì có nói rằng là tiền vàng mã có thể lên tiền triệu nhưng thật ra là có những cái đám mã là tôi đã tôi đã chứng kiến thì là lên trăm hàng trăm triệu à, hàng trăm triệu thậm chí là mấy trăm triệu thì cũng có à, thì trong Được. quá trình nghiên cứu ở các cái đền phủ hay là những cái uh, điện tư gia đặc biệt là điện tư gia thì chúng tôi đã chứng kiến là rất là những cái thảm cảnh đốt rất nhiều đốt mấy ngày mới hết hết mã và thậm chí là có khi là đốt xong là cái 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 lò đốt mã là, là gần như hỏng luôn là phải đi trùng tu lại à, vậy thì đứng dưới góc cạnh như vậy thì chúng ta nhìn thấy là cái cái sự lãng phí thì đã hiện hữu rồi. À, nhưng mà một cái à, ví dụ như là à, một cái khóa như vậy Đấy. mà khi mà có vàng mã như vậy đốt đến mấy ngày Đấy. thì không hiểu là nó sẽ tổn hại như thế nào đến à, vấn đề về môi trường. Đấy. Rồi thì chúng ta nhìn thấy là cái chất liệu để làm ra vàng mã đúng không ạ? À, ngày xưa thì chúng ta có được những cái chất liệu như là giấy. Đấy. Bây giờ thì hạn chế giấy chúng ta chuyển sang lông đúng không ạ? hoặc là có rất nhiều những cái à, những cái chất liệu mới khác thậm chí cả pha cả nhựa mà nữa à, à. vậy thì rõ ràng là không chỉ là làm tổn hại đến tài nguyên môi trường à. mà còn gây ra những cái hiện tượng ô nhiễm nữa không ạ chúng ta nghĩ sao về điều này à, thật ra là trước khi đến trường quay thì tôi buổi sáng nay chủ nhật mà thì lúc mà mình mới mới tỉnh dậy buổi sáng thì đã có một cuộc điện thoại mà của cái ông bạn là ông bạn gọi là lớn tuổi thôi năm nay là ông ấy hơn 70 rồi thì là cán bộ về hưu ở Bắc Giang thì có gọi cho tôi là phản ánh rằng là bây giờ tôi rất bức xúc tôi là với tư cách là một người hưởng thụ văn hóa tết thì thấy rằng là trước tết sau tết là bên đến bây giờ hôm nay thì thấy xung quanh đốt quá nhiều vàng mã và vâng. tôi cảm thấy ngạt tức là nhà anh hình như là ở trong cái phố bắc giang nên là cũng trên đấy phố cũng nhỏ thôi vâng. cho nên cảm thấy là những cái điện tư gia và những nhà xung quanh người ta đốt thì anh ấy bị ngạt anh mà không chịu được thế thì với tư cách là một cái học giả thì anh anh giao thì có thể là bằng cách nào để, để trình bày những cái phương án để có thể dọn được cái, cái, cái việc là đốt quá nhiều vàng mã không vâng thì tôi thấy rằng bây giờ cái thật ra đốt đồng mã là một cái về mặt tích cực ấy, thì đấy là một cái gì đó để chúng ta là suy tưởng về cái thế giới bên kia chúng ta không quá coi trọng về thế giới vật chất thế nhưng mà tức là chúng ta trần sao vậy có có những cái chia sẻ với thế giới bên kia và tôn trọng thế giới bên kia thế giới của những người đã khuất ấy, thì trong thế giới khuất là gồm có cả những thần thánh rồi là ông bà tổ tiên chúng ta những người thân những người bạn đã mất của chúng ta thì đấy là cái điểm rất là tốt thế nhưng mà từ cái chỗ là chia sẻ chia sẻ cái cái tình cảm như vậy thì nó đi đến cái chỗ là mua bán ví dụ như là muốn cầu được quan quan, quan chức vâng. hay là muốn cầu được những việc hanh thông thì có thể là đút nót cho thần đấy, mang mang hàng, hàng nghìn tỷ đốt tức là tiền tiền giấy đấy thì từ tiền giấy mệnh giá đốt được, được một nghìn tỷ hay là trăm tỷ cho cho thần chẳng hạn hay là vấn đề là muốn cho bố mẹ dưới 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 dưới, dưới, dưới tức là suối vàng ấy mà có cuộc sống hanh thông thì là gửi luôn tất cả nhà lầu xe hơi thậm chí là cả người hầu thậm chí là cả những cái thiết bị rất là hiện đại như bạn vừa nói đấy cả những cái smartphone đôi khi là tổ tiên chắc không dùng được à, thế thì rõ ràng ở đây chúng ta phải trở lại vấn đề cơ bản của văn hóa đó là tính biểu biểu tượng đấy chúng ta có thể đốt chúng ta chúng không phê phán là, là tuyệt đối là không đốt nhưng mà rõ ràng là phải chúng ta phải nói rằng là văn hóa có tính biểu tượng tức là chúng ta đốt chỉ một nén hương thôi thì cũng đã thấu đến cửu trùng hay là chỉ đốt một cái con ngựa nhỏ nhỏ thôi thì cũng là bằng một con ngựa to hay là cả bầy ngựa to thì cái này thì rõ ràng là nhiều khi nhìn thấy xấu hổ xấu hổ bởi vì chúng ta đang là dân tộc đa số người kinh thế nhưng mà có nhiều cái chúng ta lại đi rất là lạc hậu so với người dân tộc thiểu số nói thật trong năm ba dân tộc thiểu số có nhiều dân tộc rất hay người ta cũng đốt bằng má nhưng mà tất cả cái chỉ có mâm bé tí thôi tất cả ruộng vườn người ta chỉ vẽ một cái nhỏ nhỏ thôi và đốt chỉ đốt tức là chỉ là một cái tờ giấy thôi right. thì cái những cái khi mà tôi, tôi cái đây 20 năm hay là trước, trước nữa thì chúng tôi thấy rằng là cái việc đó được duy trì ở các dân tộc số và người ta vẫn duy trì người ta không ảnh hưởng người người kinh người nói là người kinh các anh là lãng phí nhiều quá thì right. nhìn lại là trong cái văn hóa của chúng ta đã đa, 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 tộc người đa dân tộc nhưng mà có nhiều cái chúng ta thật sự thật sự lạc hậu right. ngay trong bản thân nước ta không phải so sánh với nước ngoài không phải so sánh với Hàn Quốc hay Nhật Bản hay Trung Quốc mà chúng ta so sánh ngay trong nước thì đã thấy là người Kinh có rất nhiều điểm là người đa số nhưng rất là lạc hậu, không dẫn đầu được về mặt văn hóa. Chúng ta muốn nói rằng chúng ta phải dẫn đầu soi đường nhưng tôi thật ra chúng ta đang mù lòa vấn đề này. Vậy thì uh, ngược lại thì chúng ta cũng nhìn thấy là có những uh, gia đình có những cá nhân đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi ạ. Khi mà hiện tại ngày nay thì họ không hạn chế thậm chí là lựa chọn là uh, không cúng hoặc là đốt vàng mã trong dịp lễ Tết hoặc là các ngày rằm một nữa. Uh, vậy thì chúng ta nghĩ là cái, cái sự thay đổi này đến từ đâu ạ? À, có lẽ là đến thay đổi từ từ cá nhân đấy. Vâng. cá nhân thì tôi uh, ngoài ra không chỉ vàng mã đâu mà cả về phong tục tập quán nữa. Vâng. thì tôi nghĩ là cá nhân hết sức quan trọng và đặc biệt là cái uh, cái những người đứng đầu các cái cơ quan uh, cơ quan cả cấp cơ, cơ quan nhà nước các bộ các ngành vâng. những người đầu những những người đứng đầu phải là gương mẫu. thì tôi đã trong nhiều năm qua tôi đã chứng kiến là những người đứng đầu các cơ quan nhiều khi không gương mẫu ví dụ như chúng ta có thể đốt vàng mã rất lớn ở trong cái cơ quan của tỉnh ủy chẳng hạn, Đà. hay của thành ủy chẳng hạn, tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi. Hay là những cái đàn đàn rất to mở ra ở cái ở một cái chỗ nào đó cơ quan mang tính mang tính của chính đảng hay chính phủ thì tôi thấy rất nhiều. thứ hai là cấp cơ sở nhất là các cái ông tổ trưởng hay bí thư tri bộ cũng thế cũng phải làm gương. Thì đấy là cái đầu tiên là cái ý thức cá nhân, Đà. cái thứ hai là hành lang pháp lý. Chúng ta biết rằng vừa rồi thì có lẽ phía giao hội thì đã thấy bức xúc quá rồi ngày xưa giáo hội chỉ là khuyên là không nên đốt đồng mã thôi nhưng mà sắp tới thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đã muốn đưa vào kỷ cương tức là cấm tuyệt đối là không đốt vàng mã trong cơ sở của Phật giáo. Đấy, thì bên cạnh Phật giáo thì ta còn có những cơ sở thờ tự như đình, như đền hay là điện tư gia. Đấy, thì những cái đó là ai quản lý? Quản lý thì vấn đề ở đây chính là vấn đề vai trò của mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng ta biết mặt trận tổ quốc là một cái tổ chức mà lâu nay hình như đã không phát huy hết tác dụng. Đấy. Đấy, nó bị lẩn vào đâu hay nó 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 chưa phát huy tác dụng thì có lẽ là gần đây chúng tôi muốn là phải đánh giá lại cái vai trò của mặt trận tổ quốc và đưa tất cả những cái này vào cái việc là vận động của mặt trận tổ quốc nó vận động thôi vận động và chúng ta biết chúng ta đã làm rất nhiều tốt rồi chúng ta đã cấm đốt pháo vâng. chúng ta biết từ năm 1996 cho đến năm 2000 là chúng ta làm được việc là cấm đốt pháo và đặc biệt là đội mũ và vừa rồi thì nghị định 100 là vấn đề về chống rượu bia đấy thì chống rượu bia thì nó có vướng mắc là bị dính covid thì chúng ta bị hơi hơi bị chậm lại một chút thế còn hai việc kia chúng ta đã làm rồi hai việc tưởng chừng như là không bao giờ làm được thì chúng ta làm được rồi thì cái việc đó thì chúng tôi thấy là là cả vận động rất lớn để mà chống đốt pháo hay là để mà đội ngũ được là cả một cái, cái vận động của toàn xã hội thì chúng ta đã thành công rồi thì chúng ta Đúng có rồi. thể nhân giống cái, cái thành công đó ra cái vàng mã này thì cũng Đà. là phải một chiến dịch rất là lớn từ trên cao đến đến thấp nhất và quan trọng nhất là cái suy nghĩ của con người tức là chúng ta tôn trọng về thế giới bên kia, tôn trọng thế giới chúng ta không nhìn thấy được nhưng tôi không quá là mua bán, không quá và kinh thiết thị trường đối với thế giới đó thì đó sẽ là những phương pháp tốt nhất để chúng ta vừa gìn giữ được cái phong tục đúng mà rồi. vừa tránh được lãng phí và đặc, đặc biệt là những cái hệ lụy đúng rồi. liên quan đến vấn đề về ô nhiễm môi trường, đúng về vấn đề về lãng phí tài nguyên. Đúng rồi. Đúng rồi. Và chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn những cái phân tích và góc nhìn của đúng tiến sĩ Chu Xuân Giao về vấn đề này. Cảm ơn tiến sĩ đã cùng đồng hành cái chương trình em nay. Vâng xin, vâng xin trân trọng cảm ơn uh, và kính chào và quý khán giả của vtc vâng ạ à. và chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại